Số 797, Phật thuyết bần cùng lão công kinh, Hán dịch đời Tống Sa môn Thích Huệ giảng. Tôi nghe như vậy, một thời, Đức Phật ngồi trong tinh xá ở khu vườn Kỳ Đà Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ, cùng 1.250 vị Sa môn Bồ Tát một vạn người. Lúc ấy trời rồng quỷ thần, vô số đại chúng đều cung kính vây quanh, nghe Đức Phật thuyết pháp hết sức vui mừng. Khi đó có một ông già nghèo khổ, sống 200 tuổi, lông mày mọc dài, tai mọc trên đầu, răng thì so le, tai dài quá đầu gối, nhìn diện mạo giống như có tướng, nghèo cùng khổ sở, không áo che thân, năm thể lộ ra, bụng luôn đói khát, bước đi run rẩy, hơi thở yếu ớt. Nghe Phật tại thế, tâm lão ta rất vui mừng, ngày đêm phát nguyện cho đến 10 năm, nên mới được kết quả chống gậy đi đến mong muốn gặp Phật. Để Thích Phạm Thiền giữ cửa ngăn không cho vào, ông già nhân đó kêu lớn: Ta sinh đời này bất hạnh, nghèo cùng khổ sở, đói khát lạnh rét, cầu chết không được, sống không chỗ cậy nhờ. Ta nghe Đức Thế Tôn nhân từ khắp nơi, vạn vật mong nhờ được thọ ân đức, lòng ta vui mừng ngày đêm phát nguyện cho đến 10 năm hôm nay được gặp. Vừa từ xa đến xin được gặp Phật một lần, cầu xa lìa các khổ. Các ông ngăn ta, tức làm trái giới nguyện của ta, lại sai với thánh ý, đâu cần phải như vậy ư? Đức Phật đã biết điều đó, liền nhìn và nói với tôn giả A Nan: Ông có thấy ông già có tướng sống thọ nhiều năm mà lo tội chưa hết chăng? A Nan quỳ gối chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lão này có phước an ổn sống lâu mà còn nhiều tội. Người nhiều tội đâu được hữu tướng, sống chưa gặp được, đây ở chỗ nào? Đức Phật nói: Ở gần ngoài cửa, Phạm Thiên Đế Thích ngăn cản nên gọi ông ra trước xem sao. Lúc ấy ông già chống tay bò lết đến, gặp Phật vui mừng bi cảm, nước mắt tuôn rơi, thấy Phật liền làm lễ quỳ gối chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, con sinh ra ở đời này bất hạnh, nghèo cùng khổ khốn khổ, đói khát lạnh rét, cầu chết không được, sống không chỗ cậy nhờ. Con nghe Đức Phật nhân từ khắp nơi, vạn vật nương nhờ đều tỏ ân đức, tâm thầm vui mừng ngày đêm phát nguyện một lòng gặp Phật, chờ đến 10 năm hôm nay mới được kết quả. Vừa rồi ở ngoài cửa đợi lâu không được, tính muốn trở về, khí lực không còn, hết cách tiến lui, chỉ sợ mạng sống chấm dứt, làm ô uế nơi thánh môn, tăng thêm tội nặng, không rõ đấng thiên tôn đã xót thương cho được bước tới, không đạt bản nguyện nhưng được thế này, chết cũng không hối hận, chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt tội đời sau, xin nguyện xót thương ban cho ân huệ trí tuệ vô thượng. Đức Phật nói: Thọ sinh của con người là nhân duyên sinh tử, vì nhiều nhân duyên mới có nguồn gốc của tội. Hôm nay ta sẽ nói rõ nguồn gốc cho ông. Lúc ở đời trước, ông sinh vào nhà vua Minh Tuệ thuộc nước lớn mạnh, lúc còn làm thái tử kiều quý phi phàm, trên là ngọc báu đối với cha mẹ, dưới thì thần dông phụng thờ, dùng tâm buông lung khinh miệt mọi người, mà nhục nhục mục hạ vô nhân, tài sản rất nhiều đều là tài vật của dân, trong họ nghèo đói, ngồi không đóng thuế, chỉ biết tích chứa, không biết bố thí. Khế có một sa môn nghèo khổ tên là Tịnh Trí, từ một đất nước xa đến chỗ thái tử, không mong cầu gì nhiều, chỉ xin pháp y, ông ta biết mà không tiếp nhận. Gặp được lại thiết đãi rất ác, đã không cho áo lại còn không cho ăn, không để ngồi trước, đi lại không cho, qua 7 ngày 7 đêm, dứt tuyệt nước giáo, còn chút hơi thở, bạn sống sắp chết. Mà ông ta thấy vậy hết sức vui mừng, tụ tập mọi người lại xem, để làm vui thích. Các vị cận thần hầu bên đã can gián: Thế tự chớ như vậy, sa môn từ bi cung kính giữ gìn đạo đức, rét không sợ, khát không màng, sợ dễ đến sinh nhầm muốn tạo phước, không làm phước chớ tạo tội. Thế tự đáp rằng: Đó là hàng người nào mà dễ xưng đạo đức, chỉ khử khổ nhỏ, vừa rồi chưa chết, lúc đó thả đi không còn lo ngại, tức liền đuổi đi ra khỏi nước, chưa ra khỏi nước còn hơn 10 dặm, lại gặp giặc đói muốn giết để ăn. Sa môn nghèo khổ nói: Ta là sa môn nghèo khổ, gầy ốm xương thịt tanh hôi không thể ăn được, không lẽ thấy giết
mà không ăn can. Giặc đói nói, ta đói khát khổ lụy, hàng ngày chỉ ăn có đất. Ngươi tuy ốm gầy đều là thịt, nếu như thả đi, ác sẽ phải chết. Đôi co như thế rất lâu, Thất Thủy biết được, liền đến cứu nói, ta đã không cho Sa Môn áo mặc thức ăn, để nào để cho giặc đói giết ư? Giặc thái, thái thái tử đều đến cúi đầu tạ tội rồi thả Sa Môn đi. Vị Sa Môn ấy, đó chính là Bồ Tát Di Lặc. Thái tử Kiều Quý, đây chính là ông. Ông hôm nay nhận tội nghèo cùng này, kiếp trước keo kiệt tham lam, sở dĩ được sống lâu vì cứu mạng sống của Sa Môn. Tội phước báo ứng như hình theo bóng, như âm vang theo tiếng. Ông già bạch Phật, việc quá khứ đã vậy, nguyện xin trả hết hôm nay, nguyện xin được thương xót mạng sống tàn tạ này, được làm Sa Môn, kiếp sau đời đời luôn hầu bên Phật. Đức Phật nói, lành thay, lành thay. Lúc đó ông già râu tóc rụng xuống đất, mặc pháp y, tự nhiên khí lực thân thể mạnh mẽ, tai mắt thông sáng, liền đạt được trí tuệ vô thượng, nhập vào pháp môn Tam Muội. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: xưa con làm thái tử, không biết rõ nhân nghĩa, kiều quý tự buông lung, cậy làm vua nước lớn, cho là không tội phước, tưởng duy trì mà hoài mãi. Đã biết rõ sinh tử, đời này thọ tai ương, vì tội lại mong cầu gặp được thiên trung thiên, dứt hết tội đời trước, thương cho vào pháp môn, tâm dứt lìa tham lam, được nhận gốc tuệ mãi, đời đời hộ bên Phật, giữ gìn sống vạn kiếp. Lúc đó vị tỳ kheo già kia nghe kinh rồi cho mở đảnh lễ: Đức Phật, bây giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan, nếu có người nào đọc tụng kinh này sẽ được gặp được ngàn Đức Phật ở hiền kiếp. Nếu người thực hành kinh này, đời sau sẽ được tuy tùy, sẽ được Đức Phật Di Lặc thọ ký. Lưỡi của Như Lai dài rộng nói ra không sai khác. Tất cả đại chúng nghe Phật nói xong đều vui mừng thọ trì, đảnh lễ Phật lui ra.